Còn những người đang ở cái vùng bình thường ổn ổn là tôi vẫn có vừa có đủ vừa đủ tiền hoặc là vẫn vừa đủ những cái niềm hạnh phúc nho nhỏ hàng ngày, nhưng tôi không có một cái cuộc sống thực sự hạnh phúc như tôi mong muốn. Đấy là cái vùng rất là nguy hiểm, bởi vì mọi người dễ bị dừng lại ở cái việc là mình sẽ chỉ có vừa đủ, mình sẽ ổn ổn với cái sự vừa đủ đấy và mình sẽ không bao giờ thay đổi được. Và bạn biết rồi, cuộc sống là luôn luôn là một quá trình đi đi tiến đi tiến về tương lai. Cuộc sống luôn là một quá trình thay đổi rất là nhiều. Nếu bạn ngồi tại nơi đây và một năm nữa bạn vẫn ngồi tại vị trí này với cái mặt tâm lý này, với cái tình trạng tài chính này, với cái cách đối xử của chồng bạn hoặc là người yêu của bạn với bạn như thế này, bạn là một cô gái độc thân và không biết là bao giờ mình sẽ kết hôn, thế thì bạn đã mất cái gì trong một năm tới? Bạn sẽ mất một năm tuổi thanh xuân và thực sự một năm của sự nhận biết giá trị của bạn ở đâu. Bởi vì mọi người thường học cái cách đánh giá giá trị bản thân mình qua cái cách mọi người đối xử với mình, đúng không ạ? Và nếu mà bạn cứ để cho bản thân mình bị đối xử với một cách vừa đủ nhưng không bao giờ tuyệt vời, thì bạn sẽ học là tôi sẽ chỉ có được từng đấy. Bạn sẽ tự tự limit bản thân mình, bạn sẽ tự đậy một cái vung lên trên cái nồi của mình, cái vung đấy nó còn nhỏ hơn cái nắp nồi nên nó sẽ càng càng thụt sâu xuống, và bạn sẽ luôn luôn cảm thấy gò bó và khó chịu, bởi vì cơ thể của bạn muốn phát triển, cơ thể của bạn, tâm hồn của bạn muốn phát triển mà bạn vẫn cứ nhét nó ở trong một cái trạng thái hộp, đóng hộp như vậy, và bạn sẽ cảm thấy gò bó. Để mà bạn rơi vào trạng thái từ vùng nguy hiểm tới cái vùng chắc chắn sẽ thay đổi ý, thì nó sẽ là một nỗi đau rất là kinh khủng, bởi vì mình đã trải qua nó, mình hiểu. Và mình không muốn ai ở đây trải qua cái điều đấy cả. Dĩ nhiên là ở đây, mình ở đây để làm những cái bản podcast, livestream, truyền cảm hứng, viết những cái bài post, phân tích tâm lý, giúp mọi người học thêm những cái kỹ năng để phát triển bản thân mình. Nhưng thực sự bạn chỉ có thể thay đổi khi bạn đứng lên và quyết định là tôi sẽ muốn đi ra khỏi cái vùng nguy hiểm này và tôi muốn đi vào vùng an toàn. Và vùng an toàn của bạn là đi thay đổi bản thân mình, chứ không phải vùng an toàn là đi tiếp về, quay ngược lại quá khứ và dừng lại ở đấy. Đấy không phải là vùng an toàn. Cái đầu của mình sẽ luôn luôn khiến mình dừng lại ở cái vùng an toàn. Chỉ có mỗi trái tim của mình biết được là mình thực sự mong muốn gì. Và nếu mà bạn vẫn cứ tiếp tục để cho bản thân mình đi theo cái tiếng nói của cái đầu, tiếng nói của nỗi sợ, là vẫn cứ co cụm lại mỗi khi mình hỏi về cái chuyện thay đổi bản thân mình, mỗi khi mình hỏi về cái chuyện thực sự commit với cái tương lai của mình, với cái design của mình, thì chắc chắn là bạn sẽ vẫn đang ở vùng nguy hiểm, bạn sẽ vẫn đang ở cái vùng tôi ổn, tôi không có gì quá tuyệt vời cả.